Kính thưa quý vị, và sau đây sẽ là nhân vật truyền cảm hứng của năm. Tâm hồn. Và trí tuệ. Sức khỏe. Và lao động. Tất cả tạo nên một con người 5H toàn diện. Mẹ Teresa có nói, không phải tất cả chúng ta ai cũng có thể làm được những điều vĩ đại. Chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với một tình yêu vĩ đại. Hoa trái của tình yêu là phục vụ. Hoa trái của phục vụ là bình an. Tình yêu cần phải được đặt trong tất cả các hành động. Tôi có thể làm điều mà bạn không thể, và bạn cũng có thể làm điều mà tôi không thể. Cùng nhau, chúng ta có thể làm nên những điều thật lớn lao. Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi, có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào vương trên tóc thầy. Bác thêm vì bụi phấn cho em bài học hay. Mai sau lớn lên người làm sao có thể nào quên ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ. Làm sao có
dạy dỗ khi em tuổi còn thơ. Em yêu phút giây này, thời em tóc như bạc thêm vì bụi phấn, để cho em bài học hay. Thầy dạy dỗ khi em tôi còn thơ. Vì anh Đức Kiều Tiên xin được gửi lời chào trang trọng và nồng ấm đến toàn thể cán bộ, nhân viên, giáo viên, giảng viên, phụ huynh, học sinh, sinh viên và các đối tác trong ngoài nước đang theo dõi chương trình live stream mừng sinh nhật lần thứ 21 của Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức tiết mục biểu diễn của em Tấn Bảo, học sinh trường quốc tế Bắc Mỹ SNA, một thành viên trong hệ thống giáo dục Nguyễn Hoàng. Kính thưa quý vị, kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 của Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng diễn ra trong một bối cảnh hết sức đặc biệt và theo một cách thức cũng rất đặc biệt ngoài dự kiến. Và hôm nay, chương trình live stream mừng kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 của Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng được phát sóng trực tiếp từ hội trường Beethoven, tòa nhà con tàu tri thức SIU. Kính thưa quý vị, theo đuổi triết lý giáo dục nhân bản với 5H, Heart, Head, Hand, Health, Human, và năm nay với chủ đề Year of Heart, năm của yêu thương, Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng cùng nhau lan tỏa thông điệp Serving in Love, phục vụ trong yêu thương. Kính thưa quý vị, căn tính của con người Nguyễn Hoàng chính là tình yêu và phục vụ, hay có thể nói là phục vụ trong yêu thương. Trên nền tảng yêu thương, con người Nguyễn Hoàng sẽ lãnh đạo bằng sự phục vụ, giảng dạy bằng sự phục vụ, chăm sóc với tinh thần phục vụ, học tập là để phục vụ, công tác để phục vụ và để có cái nhìn rõ hơn về thông điệp phục vụ trong yêu thương. Xin được kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng theo dõi thước phim ngắn ngay sau đây. Nguyễn Hoàng Group đón chào năm thứ 21, năm của yêu thương, với tinh thần chủ đạo phục vụ trong yêu thương. Năm 2020, năm chuyển giao của thập kỷ mới, con người tiếp tục hoàn thiện và gặt hái những thành tựu khổng lồ từ cách mạng công nghệ 4.0, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, Blockchain, Machine Learning, Biotech, AR, VR. Nền giáo dục tương lai sẽ cất cánh nhờ những thành tựu của công nghệ, nhưng ở đó, con người vẫn sẽ là hạt nhân để duy trì sự ổn định của thế giới, sự phát triển của thời đại. Con người làm nên tất cả. Giáo dục tạo nên con người. Tại Nguyễn Hoàng, đích đến cuối cùng của mọi sự phục vụ là con người. Và trong hành trình 21 năm qua, đặc biệt trong giai đoạn bước chân vào địa hạt giáo dục, bằng việc đặt con người vào trung tâm đời sống, Nguyễn Hoàng đã đầu tư với tất cả sức lực, tâm huyết để tạo nên một hệ sinh thái quốc tế hoàn chỉnh. Với triết lý giáo dục nhân bản, Nguyễn Hoàng luôn tin rằng tình yêu lớn lên nhờ sự cho đi, giống như nền văn minh nhân loại tiến hóa nhờ sự chia sẻ và lan tỏa tri thức. Căn tính của con người Nguyễn Hoàng chính là tình yêu và phục vụ, hay có thể nói là phục vụ trong yêu thương. Trên nền tảng yêu thương, con người Nguyễn Hoàng sẽ lãnh đạo bằng sự phục vụ, giảng dạy, giáo dục bằng sự phục vụ, chăm sóc với tinh thần phục vụ, học tập là để phục vụ, công tác là để phục vụ. Tại môi trường giáo dục Nguyễn Hoàng, triết lý giáo dục nhân bản gói gọn trong 5 chữ H. Heart, hướng đến sứ mệnh nhân văn và cao cả của giáo dục.
đánh thức trái tim yêu thương. Hạt, tôi rèn trí tuệ. Hèn, cổ vũ đôi bàn tay lao động hăng say. Hào, chắc chiêu một sức khỏe cường tráng và hoàn thiện một con người nhân bản. Human, những người thầy Nguyễn Hoàng mang vào giáo dục những gì mình tin với tất cả tình yêu. Những học trò Nguyễn Hoàng sống tràn đầy với lòng biết ơn, sự thấu cảm, lòng trắc ẩn, sự sẻ chia, tính nhân hậu, sự hy sinh, tôn trọng, tinh thần khiêm hạ và đón nhận nhau. Những con người tại Nguyễn Hoàng đi vào đời sống với tâm hồn, sống với, sống vì, sống cho người khác, cho con người, cho thế giới. Theo đuổi triết lý nhân bản và đề cao giá trị con người, Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng luôn đề cao trách nhiệm xã hội, duy trì các hoạt động nhằm đóng góp giá trị tốt đẹp và chia sẻ với cộng đồng. Trong những năm qua, từ những hạt mầm nhân ái, tình yêu đã được lan tỏa qua những quà tặng yêu thương mà học sinh, sinh viên trong hệ thống giáo dục Nguyễn Hoàng trao gửi cho hàng trăm mái ấm, trung tâm bảo trợ xã hội trên khắp Việt Nam, hàng ngàn suất học bổng thắp sáng ước mơ đến trường và nuôi dưỡng đam mê của thế hệ trẻ. Đặc biệt, với thế mạnh đào tạo và nghiên cứu khoa học, những sáng kiến sản xuất dung dịch rửa tay diệt khuẩn, khẩu trang phòng dịch, ATM gạo của các trường trong hệ thống đã đồng hành và trợ lực mạnh mẽ cùng cộng đồng trong suốt đại dịch COVID-19. Triết lý đó không thể thực hiện rời rạc, mà thay vào đó, nó phải nằm trong một thể thống nhất, toàn diện, từ mầm non, phổ thông, đại học, sau đại học. Hệ thống giáo dục Nguyễn Hoàng với 65.000 học sinh, sinh viên và 4.000 cán bộ, nhân viên, giáo viên, giảng viên tại 50 cơ sở giáo dục trải dài trên 24 tỉnh thành trên cả nước đang hòa chung nhịp đập nhân bản, hiệp đồng những trái tim để hướng tới một mục tiêu duy nhất: giáo dục vì giáo dục. Nguyễn Hoàng muốn giáo dục về tình yêu thương cho học sinh để mà có được những con người có thông minh, cảm xúc cao. Cái điều đó sẽ dẫn tới sự thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Và đó cũng là điều mà tất cả mọi nền giáo dục hiện đại đều hướng tới. Sức mạnh của tình yêu là nền tảng để tạo ra một tương lai vĩ đại. Tình yêu sẽ giúp làm nảy nở ra tài năng và sự sáng tạo. Và cũng nhờ vào tình yêu mà người ta giảm được tính ích kỷ và sự hận thù trong cuộc sống. Căn tính của con người Nguyễn Hoàng là mang lửa yêu thương trong trái tim, tinh thần phục vụ trong tư tưởng và thể hiện qua hành động với khẩu hiệu phục vụ trong yêu thương. Ở nơi một hệ thống phục vụ trong yêu thương, chúng ta sẽ có được sức sống, sẽ được sống và làm việc trong tình bác ái và huynh đệ, có bầu khí vui tươi, bình an, gặp được những con người đại lượng, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Mỗi thành viên của Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng sẽ trở nên những người phục vụ đích thực, sống căn tính phục vụ trong yêu thương cách mạnh mẽ, để mọi thành viên, mọi học sinh, sinh viên được lớn lên trong yêu thương. Sẽ có rất nhiều điều kỳ diệu xảy ra đến với những con người thực sự biết yêu thương. Họ càng cho nhiều, họ càng có nhiều. Sứ vụ yêu thương không phải chỉ có những người lớn thực hiện với con trẻ, mà học sinh cũng được thể hiện tình yêu thương và học cách yêu thương với những thầy cô, bảo mẫu, anh chị, bạn bè của mình. Yêu thương trong giáo dục tại Nguyễn Hoàng vừa được xem là phương tiện, đồng thời là quả ngọt vô cùng đáng tự hào. Con người Nguyễn Hoàng sẽ hiệp nhất những trái tim yêu thương, làm nên một nền văn minh tình thương, xây dựng, tái tạo cuộc sống nhân bản, toàn diện, cùng nhau bước đi trên con đường tình yêu, hòa bình và hạnh phúc. Kính thưa quý vị, trong sự kiện đặc biệt này, chúng ta hãy cùng chào đón những lời chia sẻ ấm áp từ đại diện ban lãnh đạo tập đoàn. Xin trân trọng kính mời tiến sĩ Đỗ Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc cùng bước lên sân khấu có đôi lời chia sẻ. Xin trân trọng kính mời ông. Hãy
Kính thưa toàn thể anh chị em, là quý thầy cô giáo, quý anh chị em phục vụ, quý phụ huynh và toàn thể các em học sinh, sinh viên của Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng yêu quý. Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 của Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt. Thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống đại dịch COVID-19 khiến chúng ta không thể có được lễ sinh nhật đầm ấm, trọng thể như những năm trước. Tuy nhiên, không gì có thể ngăn cản chúng ta gần gũi nhau trong yêu thương, trong tình gia đình. Vì vậy, giờ đây, những anh chị em đang có mặt trong hội trường này và tất cả quý anh chị em đang theo dõi qua livestream, xin chúng ta một phút lắng lại để chúng ta có thể cảm nhận tình yêu thương cùng những lời chúc tốt đẹp, thân thương nhất mà chúng tôi cùng với anh chị em gửi đến nhau trong giây phút này. Kính thưa anh chị em, khi Nguyễn Hoàng bước vào tuổi 20, chúng ta đã khởi động tinh thần sống, làm việc và học tập với khẩu hiệu phục vụ trong yêu thương. Như anh chị em biết, từ hơn nửa năm qua, đại dịch COVID-19 bùng phát đã đẩy cả thế giới vào một khủng hoảng trầm trọng. Trong đó, giáo dục cũng không phải là một ngoại lệ và chúng ta cũng không phải là những người ngoài cuộc. Nhưng với tinh thần phục vụ trong yêu thương cùng với những công lao khó nhọc của quý anh chị em, chúng ta đã hoàn thành năm học 2019-2020 một cách tốt đẹp. Thay mặt cho ban lãnh đạo tập đoàn, xin cảm ơn tất cả anh chị em đã chung sức đồng lòng để Nguyễn Hoàng có được kết quả tốt đẹp như vậy. Và giờ đây, khi chúng ta bước vào tuổi 21, cũng là lúc chúng ta cùng nhau suy nghĩ và hành động để tinh thần phục vụ trong yêu thương trở nên một giá trị độc đáo của Nguyễn Hoàng. Thưa anh chị em, câu hỏi đặt ra đó là phục vụ trong yêu thương là gì? Phục vụ trong yêu thương chính là phục vụ một cách tận tâm với tinh thần, với tình yêu và lòng quý mến, nhờ đó đem lại kết quả tốt đẹp nhất, giá trị nhất, tuyệt vời nhất cho đối tượng phục vụ. Tuy nhiên, phục vụ trong yêu thương cũng còn là vì yêu thương mà phục vụ. Khi đó, phục vụ trở nên con đường của yêu thương, mang lại cơ hội thực thi tình yêu thương, và như thế sẽ làm nên giá trị cao cả nhất cho người phục vụ. Con người phục vụ trong yêu thương thì luôn tìm lợi ích của người khác, tìm lợi ích cho cộng đồng và lấy việc phục vụ làm niềm vui, làm lẽ sống của mình. Như thế, phục vụ trong yêu thương góp phần thăng tiến cả người được phục vụ cũng như người phục vụ. Có lời chép rằng, tôi đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ người khác. Vậy thì, thưa anh chị em, tinh thần phục vụ trong yêu thương sẽ đem lại cho chúng ta điều gì? Nếu như tinh thần phục vụ trong yêu thương có thể trở nên căn tính của con người Nguyễn Hoàng, thì hệ thống của chúng ta chắc chắn sẽ có được những người thừa hành chịu khó và năng động kỷ luật. Sẽ có những người quản lý trung tín, tận tâm và hiệu quả. Đặc biệt, sẽ có những người lãnh đạo mạnh mẽ, nhân hậu nhưng khoan dung. Sức sống, sức sáng tạo và sự phát triển bền vững của chúng ta xuất phát từ đó và trên nền tảng đó. Làm thế nào để có thể có được tinh thần phục vụ trong yêu thương ở nơi mỗi người chúng ta, thưa anh chị em? Chúng tôi tin rằng anh chị em vốn đã có và vốn đã mang trong lòng, trong tư tưởng, tâm tình phục vụ trong yêu thương.
Nhưng để tinh thần này trổ sinh hoa trái nhiều hơn nữa, lan tỏa nhiều hơn nữa trong hệ thống giáo dục của chúng ta, để mọi người và ở xã hội cũng cảm nhận được đây là một giá trị độc đáo của chúng ta, thì chúng tôi xin anh chị em hãy chú ý và cố tâm, cố gắng để mỗi ngày chúng ta thêm yêu thương nhau hơn, tôn trọng nhau, lắng nghe nhau, đón nhận nhau, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Và nếu có điều gì cần phải sửa lỗi cho nhau thì xin hãy làm với thái độ hiền hòa, chân tình, dịu dàng, kiên trì và khoan dung. Nếu như chúng ta kiên tâm cùng nhau sống căn tính phục vụ trong yêu thương với tinh thần và thái độ như vậy, chắc chắn các học sinh, sinh viên của chúng ta sẽ được lớn lên trong yêu thương. Và chúng ta sẽ hạnh phúc tiến bước trên con đường thực thi sứ vụ giáo dục cao cả mà chúng ta đã quyết định cùng nhau lựa chọn. Đã đến lúc chỉ số yêu thương phải là một chỉ số phát triển quan trọng nhất của chúng ta, là KPI quan trọng nhất của tập đoàn và của mỗi người chúng ta, thưa anh chị em. Trở lại, tại sao chúng ta lại lựa chọn phục vụ trong yêu thương là khẩu hiệu của năm nay, và không chỉ thế là căn tính của con người Nguyễn Hoàng? Kính thưa anh chị em, cũng vào dịp này năm ngoái, chúng ta đã nguyện cùng với nhau mang tinh thần phục vụ trong tư tưởng, mang lửa yêu thương trong trái tim và thể hiện tất cả qua hành động với khẩu hiệu phục vụ trong yêu thương. Chúng ta chọn khẩu hiệu này là bởi vì chúng ta tin rằng ở nơi nào có phục vụ trong yêu thương, ở nơi đó có tình bác ái, ở nơi đó có bầu khí vui tươi, ở nơi đó có bình an, có những con người đại lượng, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa và tiết độ. Hãy cùng nhau lan tỏa tình yêu thương đến với mọi người và cộng đồng. Hãy luôn ghi nhớ điểm quan trọng và khiến chúng ta lựa chọn khẩu hiệu này. Đấy chính là bởi vì từ ban đầu chúng ta đã xác định rằng hạnh phúc của con người thúc đẩy chúng ta. Vậy thì ở thời điểm chúng ta bước vào sinh nhật lần thứ 21 này, xin cho phép tôi được thay mặt ban lãnh đạo của tập đoàn Nguyễn Hoàng gửi đến anh chị em tất cả tình yêu thương và sự quý trọng. Cầu chúc cho mỗi gia đình, mỗi thành viên của chúng ta luôn luôn được sống trong bình an, trong yêu thương và hạnh phúc tràn đầy. Ước mong và cầu chúc cho tất cả các học sinh, sinh viên của chúng ta mỗi ngày được nhận được nhiều tình yêu thương hơn từ quý thầy cô, từ gia đình, từ bạn bè, từ xã hội. Mỗi ngày một trưởng thành hơn trong học vấn, để các em trở nên những con người toàn diện, ngõ hầu chính các em là nguồn hạnh phúc cho gia đình, cho xã hội, cho đất nước. Xin cầu chúc tất cả anh chị em tất cả những điều đó với tất cả tình yêu và sự kính trọng của chúng tôi. Xin cảm ơn anh chị em. Xin được cảm ơn những lời chia sẻ ấm áp của Tiến sĩ Đỗ Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc. Kính thưa quý vị, hàng năm sinh nhật Nguyễn Hoàng được xem là cột mốc để tất cả cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống gặp gỡ, nắm tay nhau trong một sự kiện lớn để nhìn lại chặng đường một năm đã qua và tạo động lực cùng nhau cam kết thực hiện thành công trong năm tài chính mới. Và điều khác biệt trong lần thứ 21 này, dù không quy tụ về tổng hành dinh tại thành phố Hồ Chí Minh như thông lệ hàng năm, nhưng tất cả mọi thành viên của Nguyễn Hoàng Group vẫn đang hướng về nhau cùng chung một tấm lòng để tạo nên một sinh nhật ấm cúng trang trọng. Còn bây giờ thì anh Đức xin được kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng tham gia một chuyến xe đầy cảm xúc và để ghé thăm những thành viên trong ngôi nhà chung Nguyễn Hoàng, ghé thăm đối tác trong ngoài nước, những trái tim yêu thương đó sẽ làm gì và chuyến xe này đặc biệt ra sao? Nào, cùng khởi hành thôi!
hơn 4.000 cán bộ nhân viên, giảng viên, giáo viên, hơn 65.000 học sinh sinh viên, phụ huynh và các đối tác thân quý của Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng. Trên 24 tỉnh thành Việt Nam, dù trong xa cách, vẫn trao nhau lời nguyện chúc nồng ấm, cùng nhau lan tỏa thông điệp yêu thương. Tôi xin chúc mừng cái sự cố gắng rất lớn của Tập đoàn Nguyễn Hoàng với nội dung giáo dục toàn diện rất rõ nét, tạo ra môi trường sống một lớp công dân toàn cầu ở nước ta thông qua mô hình này. Không chỉ giáo dục về nội dung mà kể cả giáo dục về phần mềm, đặc biệt là nhân văn, đạo đức, xã hội. Happy birthday to Queen Mandu. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-21 tahun kepada perusahaan Nguyen Hoang Group. Saya berharap perusahaan Nguyen Hoang Group. Happy birthday to Nguyen Hoang Group. มาครบ21ปีในปีนี้นะครับผมและสถานกงสุลใหญ่ไทยณ นครโฮจิมินห์ขอแสดงความยินดีและขอให้กลุ่มธุรกิจการศึกษาเงินหวังครุปประสบความเจริญรุ่งเรืองต่อไปขอบคุณครับ Happy birthday เงินหวังครุป NCUK and NHG have been in partnership for just 1 year working together with UK Academy International to teach the NCUK Foundation year to Vietnamese students across the country. We're really, really happy to have formed this partnership. So from everyone here at NCUK, we want to wish you once again a big happy birthday to NHG. For 21 years, Nguyen Hoang Group, or NHG, has been dedicated to its mission of training generations of students to become responsible global citizens. We are delighted to walk the path of progress together with NHG, and we look forward to creating international, innovative and inspiring 21st century classrooms with you together for the next chapter in your organization's story. Here's to the next 21 years, and again, congratulations. 베트남 최고의 교육 그룹 NHG의 창립 21주년을 진심으로 축하드립니다. 오랜 시간 사람 중심의 교육 철학으로 베트남 교육 발전과 글로벌 인재 양성을 실천해온 사명감에 존경을 표합니다. 세계 속에 NHG로 발전되기를 기원합니다. 파이팅! It is my honor and pleasure to wish the Nguyen Hoang Group a very happy 21st anniversary. Combined with NHG's human approach to providing academic campuses for this growing nation, we create campuses that are inspiring. Inspiring for the future generations here in Vietnam. Go! Happy birthday! Nhân dịp sinh nhật lần thứ 21 của Nguyễn Hoàng, Tập đoàn Giáo dục Đại trường Pháp xin gửi lời chúc sức khỏe thành công đến lãnh đạo, nhân viên, giáo viên, học sinh và phụ huynh của toàn Tập đoàn Nguyễn Hoàng. Chúc Tập đoàn Nguyễn Hoàng với giá trị giáo dục nhân bản luôn là đơn vị hàng đầu trong giáo dục nước nhà, là đầu tàu kiến thức nơi đào tạo nhiều thế hệ nhân tài và công nhân ưu tú cho tương lai. Nhân ngày mừng sinh nhật lần thứ 21 Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng Group, về thư môn chính xin kính chúc ban lãnh đạo, quý thầy cô nhiều niềm vui, bình an, hạnh phúc và thành đạt. Cầu mong sự nghiệp giáo dục của Nguyễn Hoàng Group mãi thăng tiến và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho xã hội, cho các gia đình và cho các cháu. Về thư môn chính xin chúc mừng. Với tư cách là phụ huynh của số con em đang theo học tại trường quốc tế Bắc Mỹ, là một trong những ngày trường rất là danh giá của Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng. Năm nay, Tập đoàn Nguyễn Hoàng lại chọn chủ đề của năm là Cảm yêu thương. Xin được gửi lời chúc tốt đẹp đến tất cả các ban lãnh đạo cũng như là giáo viên và những người cộng sự của Tập đoàn Nguyễn Hoàng luôn có sức khỏe và thành công trên mọi lĩnh vực. Xin chúc
sự thấy mình rất là may mắn vì là một phụ huynh của SMA nói riêng và là một phụ huynh của tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng nói chung. Và không chỉ với tư cách là một phụ huynh mà mình cũng may mắn được đồng hành cùng với tập đoàn trong rất là nhiều sự kiện. Và tại những chương trình đó thì mình đã hiểu triết lý giáo dục của Nguyễn Hoàng, đó là triết lý nhân bản, nơi mà con người được đề cao và các con được tôn trọng mọi sự sáng tạo của mình. Học sinh được tri ân tập đoàn Nguyễn Hoàng một lần nữa và thương chúc tập đoàn Nguyễn Hoàng của mình sẽ ngày càng phát triển nhiều hơn nữa và sẽ sải cánh vươn cao như những chú chim đại bàng hùng dũng trên bầu trời để có thể làm chủ nền tảng tri thức, nơi mà các con của chúng ta sẽ trở thành những công dân toàn cầu. Và xin được chúc mừng sinh nhật lần thứ 21 của tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng với chủ đề Năm của yêu thương. Xin cảm ơn. Là phụ huynh của hai bé đang học tại trường quốc tế SNA, một trong những môi trường chất lượng thuộc hệ thống giáo dục tập đoàn Nguyễn Hoàng, Nhi hoàn toàn là yên tâm và gửi gắm các con trong quý trường, quý thầy cô, bởi các con đang được học trong một môi trường quốc tế toàn diện với chất lượng giảng dạy luôn được đề cao cùng với sự tâm huyết của thầy cô. Và nhân dịp sinh nhật tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng thì Đông Nhi xin được kính chúc cho tập đoàn sẽ ngày càng phát triển lớn mạnh hơn nữa và kính chúc cho ban lãnh đạo tập đoàn, quý trường và quý cô thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, luôn là niềm tự hào, sự tin yêu của phụ huynh và các em học sinh sinh viên nhé. Chúc mừng sinh nhật. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Ninh Như Lan Ngọc, hiện tại thì đang là phụ huynh của hai bé Rio và Vani. Lời cảm ơn rất là chân thành đến từ Ngọc gửi đến cho Nguyễn Hoàng Group đã luôn luôn yêu thương hai cháu của Ngọc và hỗ trợ cho hai cháu rất là nhiều trong công cuộc phát triển thành một con người trưởng thành và thông minh. Quá gì Ngọc ơi. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Happy birthday. Ngày hôm nay ta cùng họp hát nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nến. Happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật tập đoàn Nguyễn Hoàng. Phan Đình Tùng xin gửi lời chúc đến tất cả ban giám đốc, quý thầy cô cùng toàn thể nhân viên của tập đoàn Nguyễn Hoàng đã luôn luôn được dồi dào sức khỏe để có thể hoàn thành thật tốt sứ vụ giáo dục của mình. Xin chào mọi người. Xin chào Thanh Thúy và bé Cà Phê, là một trong những phụ huynh và học sinh của tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng. Chúc cho tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng sẽ có một sinh nhật thật là vui và chúng ta sẽ có thêm nhiều lần sinh nhật như vậy nữa. Đây là năm của yêu thương. Thanh Thúy hy vọng rằng tất cả những ai đang là công nhân viên chức, nhân viên và cả giáo viên của tập đoàn Nguyễn Hoàng đều càng ngày càng gắn bó với nhau hơn nữa, và các phụ huynh và học sinh cũng vậy, sẽ cùng nhau chúng ta là một cộng đồng cha mẹ thông thái, giúp cho con của mình phát triển, học tập tốt, và cũng là một cái nơi mà cha mẹ có thể cùng nhau giao lưu, chia sẻ cách nuôi dạy con. Đây là năm của yêu thương mà, chúng ta sẽ chia sẻ cùng nhau và yêu thương nhau. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 21 của tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng, Quốc Thuận cùng với gia đình xin được chúc mừng và sau đây là xin được chúc cho sức khỏe của các cán bộ công nhân viên cùng với toàn thể các thầy cô giáo luôn luôn dồi dào sức khỏe, và xin chúc cho tập đoàn sẽ luôn luôn là một tập đoàn giáo dục dẫn đầu của cả nước, luôn luôn tạo niềm tin đến với tất cả các em học sinh, sinh viên và các vị phụ huynh. Và năm nay sẽ là một cái năm thành công, thắng lợi, phát triển và luôn luôn phục vụ trong yêu thương. Xin chúc mừng sinh nhật tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng. Là học sinh của iSchool Nam Sài Gòn, một thành viên của Nguyễn Hoàng Group, em xin chúc cho tập đoàn Nguyễn Hoàng xây tuổi mới thật là vững mạnh, phát triển cũng như là có nhiều cơ sở giáo dục hơn để mà có thể phát triển giáo dục Việt Nam. I love Nguyễn Hoàng Group. Happy birthday to Nguyễn Hoàng Group!
Chúng tôi, Ban Can 12, những cánh chim đại bàng mang trong mình trái tim nhân bản, xin kính chúc tập đoàn Nguyễn Hoàng tuổi mới mạnh mẽ, kiên định, thỏa sức bay cao và bay xa. Happy birthday to you. Tập đoàn Nguyễn Hoàng tròn 21 tuổi. Ở tuổi 21, người ta vừa rất là nhiều ước mơ và cũng có những hành động. Chúc cho tập đoàn năm nay đúng với tuổi 21 của mình. Dream without fear and love without limits. Ước mơ không sợ hãi và yêu thương trong vẹn. Chúc mừng sinh nhật tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng. Ban truyền thông thương hiệu chào đón sinh nhật lần thứ 21 của tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng. Nghỉ lớp, nghỉ lớp, làm lớp, làm lớp, thắng lớp, thắng lớp, kết nối trái tim, lan tỏa yêu thương. Chúc mừng sinh nhật tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng. Chúc tập đoàn Nguyễn Hoàng bước sang tuổi 21 đẹp như tuổi 21 của một đời người. Trẻ trung, sung mãn, năng động, sáng tạo, đáp pháp, tiến lên, vững vàng, hiệu quả, phát triển, tươi vững, uy tín, đáng mạnh. Happy birthday to Nguyễn Hoàng Group. Xin thay mặt cho Ban K12 Quốc tế và công ty iStudent, xin chúc mừng sinh nhật đến tập đoàn Nguyễn Hoàng. Chúc mừng tập đoàn phát triển vững mạnh như đại bàng tung cánh. Happy birthday to Nguyễn Hoàng Group. Nhân dịp sinh nhật tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng, kính chúc công ty ngày càng phát triển mạnh mẽ. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 21 của tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng, phòng giáo dục đặc thù xin được kính chúc tập đoàn luôn đoàn kết, phát triển, lớn mạnh, thành công, bền vững, vinh quang, dẫn đầu. Xin chúc mừng. Ngày càng phát triển, khẳng định thương hiệu giáo dục của mình trong nước cũng như trên quốc tế. À l'occasion du 28e anniversaire du groupe Nguyễn Hoàng, je voudrais présenter mes meilleurs vœux de ma part ainsi que de la part de l'université Rochelle au groupe Nguyễn Hoàng. Nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 của tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng, tôi và trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng xin trân trọng chúc sức khỏe Chủ tịch Hoàng Quốc Việt và lãnh đạo tập đoàn. Xin chúc niềm vui và hạnh phúc đến với tất cả cán bộ, viên chức, giảng viên và học sinh, sinh viên của tập đoàn Nguyễn Hoàng. Tôi xin thay mặt toàn bộ các cán bộ, giảng viên và nhân viên Đại học Bà Rịa Vũng Tàu xin nhiệt liệt chúc mừng Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng nhân ngày thành lập thứ 21. Xin chúc cho tập đoàn luôn phát triển mạnh mẽ, gặt hái nhiều thành công và qua đó có những đóng góp to lớn đối với nền giáo dục Việt Nam. Xin chúc mừng sinh nhật Tập đoàn Nguyễn Hoàng. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 21 của Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng, kính chúc Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng luôn mãi thành công, vững mạnh và trường tồn. Kính chúc lãnh đạo tập đoàn luôn giữ mãi năng lượng tràn trề, khát vọng cháy bỏng và tầm nhìn lớn lao, và xin gửi lời tri ân sâu sắc của trường đạo gia đình đến tập đoàn Nguyễn Hoàng. Chúc mừng sinh nhật tập đoàn. Chúc
Happy birthday to everybody at NHG. Wishing you a healthy year ahead. Sinh nhật lần thứ 21 của tập đoàn Nguyễn Hoàng. Thay mặt ban giám hiệu, quý thầy cô giáo và tất cả anh chị em nhân viên của trường UK Bà Rịa, tôi xin kính chúc ban lãnh đạo tập đoàn sức khỏe, thành công. Kính chúc tập đoàn Nguyễn Hoàng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, là tập đoàn giáo dục chất lượng hàng đầu Việt Nam. Xin chân thành chúc sinh nhật lần thứ 21 của tập đoàn Nguyễn Hoàng. Với chiếc tính sáng sủa, nhân bản và tinh thần khai phóng, tôi tin rằng tập đoàn Nguyễn Hoàng sẽ mãi mãi phát triển bền vững. Xin chia sẻ niềm vui về sự lớn mạnh của tập đoàn và xin gửi đến ban lãnh đạo NHG những lời chúc tốt đẹp nhất. Mừng sinh nhật lần thứ 51 tập đoàn Nguyễn Hoàng, tập thể ASCO Ninh Thuận kính chúc tập đoàn bước sang tuổi 51 đầy ắp vị ngọt yêu thương và lan tỏa hương thơm tri thức mãi xa. Nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 của Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng, tôi, Hiệu trưởng Trường Mầm non iSchool Bạc Liêu, xin chúc Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng ngày càng phát triển các trường học có mặt trên khắp tỉnh thành cả nước. Tập thể cán bộ nhân viên trường phổ thông iSchool Long Xuyên mừng tuổi mới sinh nhật lần thứ 21 của Tập đoàn Nguyễn Hoàng với mong ước phát triển và thịnh vượng. Xin thay mặt toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên trường Hội nhập Quốc tế iSchool Trà Vinh chúc mừng sinh nhật lần thứ 21 của tập đoàn Nguyễn Hoàng. Chúc cho hành trình sắp tới của Nguyễn Hoàng sẽ luôn chứa đựng triết lý giáo dục năm hết, để cùng nhau lan tỏa thông điệp Year of Hope, năm của yêu thương. Mang ước mơ công dân toàn cầu, mang khúc ca iSchool Việt Nam, trái tim chung một gia đình, tay nắm tay vươn lên cùng thế giới. Happy birthday to Mỹ Hàn Quốc, yeah! Happy birthday Winplan Group, from us here at the English Department at Hongbang University. 21 years old is a very important age. 祝 Nguyễn Hoàng 集团不断发展壮大，预祝 Nguyễn Hoàng 集团21周年周庆典礼圆满成功。Nguyễn Hoàng 교육그룹이21번째창립기념일을축하드립니다사랑합니다 Happy 21st birthday and big congratulations to leaders, teachers and staff of Nguyễn Hoàng Group. Bonjour.Joyeux anniversaire, Nguyễn Hoàng Group. Group Nguyễn Hoàng, 誕生日 おめでとう ございます. Nguyễn Hoàng Group의 생일을 축하합니다. Nguyễn Hoàng Group, 誕生日 おめでとう ございます. 祝 Nguyễn Hoàng 集团生日快乐. Happy birthday, Nguyễn Hoàng Group.
Happy birthday, Nguyen Hoang Group. I wish you a powerful future. Hola, Nguyen Hoang Group. Estamos muy emocionados de celebrar tu aniversario 21. Que sea el mejor de todos. I'd like to say thank you, Nguyen Hoang Group, and happy anniversary. Shubha Janmadin. Selamat Hari Jadi. NHGA 생일을 축하합니다. 세네코스키 감회비키 리무발 바티나 차타함. Labra ha 100 days. Gratis till NHG. Gratis till your first time for us a dog. Happy birthday, Nguyen Hoang Group. Happy anniversary, Nguyen Hoang Group. Happy birthday, Nguyen Hoang Group. Happy birthday, Nguyen Hoang Group. Happy birthday to Nguyen Hoang Group. This year is the 21st anniversary of Nguyen Hoang Education Group, and to help and encourage students to reach their goals, they've chosen the phrase Year of the Heart. Hi! Happy 21st anniversary, NHG! Hi! Happy 21st anniversary, NHG! Chúc mừng sinh nhật lần thứ 21 tập đoàn giáo dục Nguyen Hoang. Today marks the 21st birthday of Nguyen Hoang Group. We wish the company even more success in the future and to continue to assert prestige and romance in education. Happy birthday to Nguyen Hoang Group! Và sau đây, trân trọng kính mời ban lãnh đạo tập đoàn sẽ cùng tiến lên sân khấu để thực hiện nghi thức chúc mừng sinh nhật và nghi thức cắt mừng bánh kem. Xin trân trọng kính mời. Và sau đây, trân trọng kính mời ban lãnh đạo tập đoàn chúng ta cùng thực hiện nghi thức cắt mừng sinh nhật ạ. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, đây là giây phút tuyệt vời của toàn thể cán bộ nhân viên tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng đón thêm một cột mốc mới. Chúng ta tin tưởng rằng bằng sự hiệp lực và đồng lòng của tất cả cán bộ nhân viên cùng sự dẫn dắt của ban lãnh đạo tập đoàn, giáo dục Nguyễn Hoàng sẽ ngày càng phát triển, chinh phục những tầm cao mới trong hành trình lan tỏa tình yêu thương và sứ vụ giáo dục nhân bản. Một lần nữa trân trọng cảm ơn ban lãnh đạo tập đoàn. Xin được cảm ơn những thiên thần nhỏ của chúng ta. Kính thưa quý vị, trải dài trên ba miền đất nước.
vị, trải dài trên 3 miền đất nước tại 24 tỉnh thành, Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng đã phát triển hơn 50 cơ sở giáo dục. Các thầy cô tại Nguyễn Hoàng vẫn đang kiên trì với sứ mệnh đào tạo thế hệ học sinh, sinh viên có trí tuệ, tâm hồn, thể lực và cả kỹ năng vượt trội để sống hạnh phúc, hội nhập quốc tế và trở thành công dân toàn cầu có trách nhiệm. Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta hãy cùng thưởng thức giọng ca của nữ ca sĩ Phi Nhung và em Hồ Văn Cường là phụ huynh, học sinh của trường hội nhập quốc tế iSchool, một thành viên của Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng, cũng là hệ thống có số cơ sở trải rộng khắp ba miền đất nước với liên khúc Quê hương ba miền thương quá Việt Nam, tác giả Thanh Sơn, Phạm Thế Mỹ. Non nước hữu tình ba miền xinh đẹp quá, từ những câu hỏi nhà thành bài ca. Ngày vui em đến thăm Hà Nội, gió chiều gươm vang bóng thời xưa. Ba sáu phố phường nắm cửa ô cổ kính, về đất quan họ hát mừng ngày hội liêm. Ngẩn ngơ như bức tranh tuyệt vời, ngắm vịnh Hạ Long ngất ngây chùa Đường. Đến Huế rồi thương dòng sông vẫn lâu, ngâm câu mới đây dòng ai nghe thầm sâu. Bên đi bên nở ai mong chờ, xa rồi mà lòng thương Huế đẹp mộng mơ. Sài Gòn đọc qua lịch sử, từ lúc khai hoang xuống miền lục tính xưa, cho hôm nay tương lai thêm sáng ngời, làm khắp bốn phương đến rồi không nỡ đi. Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, thành phố xa hoa suốt đời bao thế kỷ qua. Giang đôi tay qua côi em đón mời, cùng với năm châu Sài Gòn hòn ngọc giếng đâu. Giang đôi tay qua côi em đón mời, cùng với năm châu Sài Gòn hòn ngọc giếng đâu. Hót cho mặt trời hồng quê ta, hót đi chim, hót đi chim, hót cho đời nhọc nhằn trôi xa. Chim trên đồng, chim trên non, chim tung cánh xa tan sương mù, chim trong hồn, chim trong tim, ôi thương quá tiếng chim Việt Nam. Chim trên đồng, chim trên non, chim tung cánh xa tan sương mù, chim trong hồn, chim trong tim, ôi thương quá tiếng chim Việt Nam. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho mặt trời hồng quê ta. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho đời nhọc nhằn trôi xa. Hoa cúc vàng
nâng lên hồng nụ cười quê em, nâng lên đi, nâng lên đi, nâng lên hồng ruộng mà xanh thêm. Hoa tim người hoa yêu thương, hoa thơm ngát thế gian thêm buồn, hoa trên đồi hoa trên môi, ôi thương quá tiếng chim Việt Nam. Em nghe gì không hỡi? Đi chim hót cho mặt trời hồng quê ta, hót đi chim, hót đi chim, hót cho đời nhọc nhằn trôi xa. Chim trên đồng, chim trên non, chim tung cánh xoa tan sương mù, chim trong hồn, chim trong tim, ôi thương quá tiếng chim Việt Nam. Chim trên đồng, chim trên non, chim tung cánh xoa tan sương mù, chim trong hồn, chim trong đi chim, hót cho mặt trời hồng quê ta, hót đi chim, hót đi chim, hót cho đời nhọc nhằn trôi xa. Hoa cúc vàng trên sân anh, xin như áo mới em ngày nào, hoa nắng hồng trên quê anh, xin như má thắm em ngày xanh. Nâng lên đi, nâng lên đi, nâng lên hồng nụ cười quê em, nâng lên đi, nâng lên đi, nâng lên hồng ruột mà xanh thêm. Hoa tim người hoa yêu thương, hoa thơm ngát thế gian đêm buồn, hoa trên đồi hoa trên môi, ôi thương quá trái tim Việt Nam. Ôi thương quá trái tim Việt Nam. Ôi thương quá trái tim Việt Nam. Xin chào tất cả các thầy, các cô, các quý đại biểu trong tập đoàn Nguyễn Hoàng và cùng các em học sinh. Và một ngày may mắn, và Phi Nhung được biết là ngày hôm nay là sinh nhật của tập đoàn Nguyễn Hoàng 21. Thì Phi Nhung rất là may mắn và rất là hạnh phúc khi Nhung có được hai đứa con, hai người con học trong trường Nguyễn Hoàng, đó là Hồ Văn Cường và cùng với bé Phạm Hồng Phi Như. Và hai bé đã cộng tác cùng với ngôi trường tập đoàn Nguyễn Hoàng rất là giỏi và rất là tốt, không khác gì các em ở hải ngoại. Nên Phi Nhung rất là hạnh phúc, mong tập đoàn Nguyễn Hoàng càng ngày càng bay xa như cánh chim Việt Nam của mình, và bay xa mãi toàn thế giới luôn ạ. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Và xin được cảm ơn lời chia sẻ của nữ ca sĩ Phi Nhung cũng như em Hồ Văn Cường. Và xin được kính chúc cho nữ ca sĩ Phi Nhung cũng như Hồ Văn Cường chúng ta thật nhiều sức khỏe và tiếp tục đồng hành cùng tập đoàn Nguyễn Hoàng. Một lần nữa xin được cảm ơn. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức tiết mục của nữ ca sĩ Phi Nhung và em Hồ Văn Cường là phụ huynh và học sinh của trường iSchool Nam Sài Gòn. Còn sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần biểu diễn của một hệ thống cũng thuộc tập đoàn Nguyễn Hoàng, UK Academy, một sáng tác được mang tên Shine Your Light, nơi bạn được tỏa sáng. Và đây cũng là slogan của hệ thống trường UK Academy. Và sáng tác này được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, trình bày ca sĩ Ân Đại Vệ, là hai phụ huynh của trường UK Academy, biểu diễn cùng tập thể giáo viên hệ thống UK Academy.
đi học thôi bạn mình ơi. Mỗi ngày học là một ngày thật là vui. Học kiến thức và học sẽ chia với mọi người bằng trái tim yêu thương. Ta có bàn tay để dựng xây, trí óc này để học thêm bao điều hay, và sức khỏe thật là tốt để vươn đến những ước mơ. Now we go to UKA. It's the time for us to say the future that we can make. It depends on us today. Stand by me to study hard. That can help us go so far. When we reach the top, say that we are. Với mọi người bằng trái tim yêu thương. Ta có bàn tay để dựng xây, trí óc này để học thêm bao điều hay, và sức khỏe thật là tốt để vươn đến những ước mơ. Now we go to UKA. It's the time for us to say the future. Stand by me to study hard. That can help us go so far. When we reach the top, say that we are from UKA. Shine your light, shine your light. No one can stop you and I. Turn on rich and faith inside. You can let them be your guide. Stand by. Một lần nữa xin được cảm ơn nam ca sĩ Ưng Đại Vệ và giáo viên của trường UK Academy cơ sở Bình Thạnh và Bà Rịa. Thank you very much. Và xin phép được mời ca sĩ Ưng Đại Vệ cùng ở lại sân khấu để cùng giao lưu với nhé. Và xin mời Kiều Tiên nào. Vâng, em xin chào anh Ưng Đại Vệ. Được biết là anh là một phụ huynh của trường UKA. Vậy thì cho em hỏi là mình đồng hành với Nguyễn Hoàng Rúp trong một thời gian vừa qua, thì anh ấn tượng điều gì với Nguyễn Hoàng Rúp thưa anh? Chào Tiên và cho phép Ưng Đại Vệ được kính chào tất cả quý vị. Cái điều mà làm Ưng Đại Vệ ấn tượng đầu tiên nhất đó là sự tận tâm và cách giảng dạy của quý thầy cô tại trường đã khiến cho bé của Ưng Đại Vệ là bé Mỹ Phụng có một cái sự thay đổi khá là rõ ràng. Bé năm nay bé bớt rụt rè hơn, tự tin hơn, chăm chỉ hơn và về nhà đặc biệt là chia sẻ với ba nhiều hơn. Vâng, theo như anh chia sẻ thì bé nhà mình đã có nhiều thay đổi trong quá trình đào tạo tại UKA. Thì và đây Kiều Tiên cũng nghĩ rằng là nhiều bậc phụ huynh cũng mong luôn mong chờ điều đó. Dạ, đúng không đúng ạ? Rồi, đúng. Bởi vì con mình được học ngoan nè, được giỏi nè là điều dạ, ai cũng mong muốn. Và vậy thì anh đã gắn bó với Nguyễn Hoàng ngày hôm nay, nhân dịp ngày hôm nay là sinh nhật nữa, thì không biết ca sĩ Ưng Đại Vệ chúng ta có một lời chúc nào đó gửi tập đoàn không ta? Mời anh ạ. Nhân dịp lần thứ 21 thì Ưng Đại Vệ và bé Mỹ Phụng xin gửi lời chúc mừng sinh nhật tới tập đoàn Nguyễn Hoàng và vệ xin chúc cho tập đoàn Nguyễn Hoàng ngày càng phát triển mạnh liệt hơn. Và sẽ là một sự lựa chọn hàng đầu của tất cả các phụ huynh. Vậy cũng xin kính chúc tất cả các anh em trong ban giám đốc và toàn thể quý thầy cô có một năm mới
bước sang một năm mới thật là nhiều sức khỏe, bình an. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn lời chúc của nam ca sĩ Ưng Đại Vệ và xin được thay mặt tập đoàn cũng xin được chúc cho anh thật nhiều sức khỏe nè và con gái Ưng Mỹ Phụng là ngày càng chăm ngoan học giỏi nha. Một lần nữa xin được cảm ơn anh rất nhiều. Xin cảm ơn anh ạ. Kính thưa quý vị, đối với mỗi thầy cô trong hệ thống tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng thì mỗi ngày đến trường là một ngày đông đầy niềm vui và hạnh phúc. Cũng giống như lời hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Các thầy cô của chúng ta chọn nụ cười của học trò, chọn lan tỏa yêu thương chính là niềm vui lớn nhất của một ngày, cũng là một niềm vui lớn nhất trong cuộc đời của một người thầy. Và sau đây chúng ta sẽ cùng chào đón một sự kết hợp rất đặc biệt bởi Hansara và ban giám hiệu các trường đại học trong ca khúc Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Thank you.
trái tim của tôi. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Kính thưa quý vị, để kiếp thêm không khí vui vẻ, chúng ta sẽ cùng tham gia một mini game thật đặc biệt mang tên Arm and Edgier. Wow, sau đây sẽ là phần mini game Arm and Edgier. Và quý vị thân mến, anh Đức Kiều Tiên sẽ đọc các câu hỏi xoay quanh chủ đề về tập đoàn Nguyễn Hoàng cũng như các đơn vị thành viên. Và sau khi anh Đức Kiều Tiên chấm dứt câu hỏi, chúng ta có khoảng 5 giây để gửi bình luận ngay tại livestream trên fanpage Human. Quý vị lưu ý là chỉ bình luận trên fanpage Human mới được tính quý vị nhé. Và chúng ta có khoảng 5 giây mà thôi, hãy nhanh chóng bình luận đáp án đúng nhanh nhất sẽ nhận phần quà hấp dẫn từ ban tổ chức. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tập trung quý vị ơi để bắt đầu mini game mang tên Arm and Edgier. Câu hỏi đầu tiên, quý vị chuẩn bị ạ. Sinh nhật tập đoàn Nguyễn Hoàng là ngày tháng nào? Wow, ngày tháng nào ha? Quý vị ơi 5 giây nhé. Và đã có ai gửi bình luận chưa ạ? Sinh nhật của tập đoàn Nguyễn Hoàng cũng chính là ngày hôm nay, đó là ngày 19 tháng 8. Xin chúc mừng. Vâng, câu hỏi tiếp theo chính là năm nay là sinh nhật lần thứ mấy? Năm nay là sinh nhật lần thứ mấy? Có lẽ câu hỏi này cũng khá là đơn giản đúng không Kiều Tiên? Và hy vọng có quý vị chúng ta nhanh tay bình luận ngay tại fanpage Human, ngay tại livestream này. Và đáp án chính là sinh nhật lần thứ 21. Xin chúc mừng quý vị đã có đáp án 21. Quý vị thân mến, tập đoàn Nguyễn Hoàng có bao nhiêu cơ sở giáo dục? Tập đoàn Nguyễn Hoàng hiện nay có bao nhiêu cơ sở giáo dục trải dài khắp cả nước ta? Không biết quý vị chúng ta có đã đáp án của mình chưa ạ? Nếu có thì hãy gửi bình luận ngay tại livestream này, ngay trên fanpage Human. Hãy cùng nhanh chóng đáp án đúng, nhanh nhất sẽ nhận phần quà từ ban tổ chức. Wow, không biết ai trả lời đúng câu hỏi này ha. Và đáp án, tập đoàn Nguyễn Hoàng có 50 cơ sở giáo dục. Bạn nào chúng ta có gửi đáp án 50 ngay tại livestream là một đáp án chính xác. Xin chúc mừng. Và quý vị ơi, bản sắc của tập đoàn Nguyễn Hoàng là gì? Kiều Tiên thân mến, em là sinh viên của BBU. Em chắc là có nghe rồi, bản sắc của Nguyễn Hoàng đúng không? Dạ vâng ạ. Thế thì em hãy cùng đọc to đáp án bản sắc là gì cho khán giả cùng biết và xem là mình trả lời đúng hay chưa nha. Xin mời em. Kính thưa quý vị, bản sắc của tập đoàn Nguyễn Hoàng chính là uy tín và lãng mạn. Quý vị thân mến, chúng ta hãy ghi nhớ giùm anh Đức nhé. Bản sắc là uy tín và lãng mạn. Và bình luận nào có hai chữ uy tín lãng mạn là chính xác. Xin được chúc mừng. Quý vị thân mến, và chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Quý vị, anh Đức xin được nhắc lại, chúng ta chỉ có khoảng 5 giây để trả lời mà thôi. Những đáp án, những bình luận ngay tại livestream fanpage Human đúng nhanh nhất sẽ nhận phần quà hấp dẫn từ ban tổ chức. Và anh Đức xin được đọc câu hỏi tiếp theo. Năm giá trị văn hóa của tập đoàn Nguyễn Hoàng là gì? Câu này đáp án nó khá dài cho nên là anh Đức Kiều Tiên sẽ cho thời gian nó hơi dài chút xíu để quý vị chúng ta có thể gửi đáp án nha. Năm giá trị văn hóa của tập đoàn Nguyễn Hoàng, bất cứ nơi làm việc nào, ở công ty nào, tập đoàn nào thì giá trị văn hóa luôn được đề cao. Và chúng ta hãy cùng suy nghĩ nhanh dù anh Đức Kiều Tiên. Năm giá trị văn hóa của tập đoàn Nguyễn Hoàng,
Quý vị ơi, chúng ta đã gửi bình luận chưa ạ? Và xin lưu ý là những bình luận ngay tại livestream này trên fanpage Human mới được là đáp án, mới được là bình luận được công nhận quý vị nhé. Chúng ta sẽ nhận ngay phần quà hấp dẫn của ban tổ chức. Và Đức xin được đọc vang đáp án của câu số 5, 5 giá trị văn hóa của tập đoàn Nguyễn Hoàng. Đó chính là sáng tạo, yêu thương, chính trực, tôn trọng, kỷ luật. Và xin được chúc mừng quý vị nào đã gửi đáp án chính xác. Quý vị ơi, câu hỏi tiếp theo đó chính là tập đoàn Nguyễn Hoàng có bao nhiêu trường đại học? Hãy kể tên. Tập đoàn Nguyễn Hoàng có bao nhiêu trường đại học? Hãy kể tên. Tên tiếng Việt cũng được, hoặc là chúng ta ghi chữ tiếng Anh viết tắt cũng được. Và bên cạnh anh Đức đây là cô bạn sinh viên đạt giải hoa khôi của một trường đại học trong tập đoàn Nguyễn Hoàng. Chắc chắn Kiều Tiên, em đang theo học một trường đại học trong hệ thống tập đoàn Nguyễn Hoàng. Em sẽ biết rất rõ đáp án này đúng không? Và em hãy giúp anh Đức hãy đọc đáp án cho khán giả nào. Vâng, đáp án chính xác của câu hỏi này chính là 4 trường đại học: trường Gia Định, Bà Rịa Vũng Tàu, Quốc tế Hồng Bàng và trường Đại học Hoa Sen. Đúng rồi quý vị, nếu chúng ta có đáp án mà đúng nhanh nhất có thể ghi GDU, BVU, HIU, HSU cũng được là đáp án được công nhận quý vị nhé. Và xin được chúc mừng quý vị nào đã bình luận câu hỏi này một cách chính xác. Và chúng ta đến với câu hỏi số 7. Quý vị thân mến, hệ thống trường UKA, UK Academy hiện nay có bao nhiêu cơ sở? Wow, có bao nhiêu cơ sở? Hệ thống trường song ngữ quốc tế Học viện Anh Quốc UK Academy là một thành viên của tập đoàn Nguyễn Hoàng, hiện nay có bao nhiêu cơ sở? Chúng ta chỉ cần bình luận con số mà thôi. Cho nên đáp án chính xác đó chính là 6 cơ sở, số 6 quý vị nhé. Và anh Đức xin được bổ sung, chúng ta có các cơ sở như sau: UK Academy Hạ Long, Huế, IC Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Bà Rịa và UKA Bình Thạnh. Xin được chúc mừng. Vâng, câu hỏi tiếp theo: hệ thống trường iSchool có bao nhiêu cơ sở? Kiều Tiên thân mến, hệ thống trường iSchool là một hệ thống trường hội nhập quốc tế, cũng là một thành viên của tập đoàn Nguyễn Hoàng. Và xin được bật mí là hệ thống trường iSchool là một hệ thống có số cơ sở trải dài trên khắp cả nước với số lượng rất là lớn. Cho nên quý vị chúng ta hãy cùng suy nghĩ con số này nhé. Không biết đáp án là con số nào ha? Xin được mời Kiều Tiên. Vâng, đáp án của câu hỏi này chính là 14 cơ sở. Quý vị thân mến, chúng ta chỉ cần bình luận con số 14 đã là đáp án chính xác rồi. Xin được bổ sung như sau: hệ thống trường iSchool có các cơ sở iSchool Cẩm Phả, Hà Tĩnh, Quảng Trị, IEC Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Ninh Thuận, Nha Trang, Nam Sài Gòn, Long An, Long Xuyên, Trà Vinh, Sóc Trăng, Rạch Giá và Bạc Liêu. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Quý vị ơi, chúng ta có khoảng 5 giây mà thôi, hãy cùng tập trung cao độ nào, gửi đáp án để giành phần quà hấp dẫn từ ban tổ chức. Câu hỏi tiếp theo như sau: hệ thống trường Sài Gòn Academy có bao nhiêu cơ sở? Quý vị ơi, có bao nhiêu cơ sở ạ? Chúng ta chỉ cần đưa đáp án con số mà thôi. Xin được cảm ơn quý vị. Hệ thống trường Sài Gòn Academy là một hệ thống trường mầm non quốc tế và chúng ta có 6 cơ sở, gồm các chi nhánh như sau: Sài Gòn Academy Trần Nhật Duật, Trần Quý Cáp, Nguyễn Thái Bình, Tô Vĩnh Diện, Hoàng Việt và SGA của IC Quảng Ngãi. Xin được chúc mừng quý vị. Vâng, và câu hỏi tiếp theo thì chắc chắn là các bạn sinh viên của trường Đại học Hoa Sen sẽ rất rõ đây ạ. Vâng, trường Đại học Hoa Sen có mấy cơ sở? Trường Đại học Hoa Sen có mấy cơ sở? Chà, câu hỏi này thì anh Đức cũng đang là rất băn khoăn, rất là hoang mang, không biết là mấy cơ sở đây ha, Kiều Tiên ha. Dạ vâng, trường Đại học Hoa Sen có 4 cơ sở, đó chính là Nguyễn Văn Tráng, Cao Thắng, Quang Trung và Sương Nguyệt Ánh. Chúng ta chỉ cần bình luận con số 4 là chính xác rồi kính thưa quý vị. Và đó là trường Đại học Hoa Sen. Thế thì trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng có mấy cơ sở? Trường Quốc tế Hồng Bàng cũng là địa điểm mà chúng ta đã thực hiện chương trình livestream ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng hiện nay có bao nhiêu cơ sở? Và đáp án đó chính là có 2 cơ sở, chính là Điện Biên Phủ và Hòa Bình. Xin chúc mừng. Và câu hỏi tiếp theo thì bản thân Kiều Tiên rất là tâm đắc. Và trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu có mấy cơ sở? Cô bạn này tâm đắc bởi vì cô ấy cũng là một sinh viên của trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu. Và xin được phép một lần nữa được PR cho cô ấy là cô Hoa Khôi của trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu. Thế thì cô Hoa Khôi BVU ơi, hãy cùng đáp án của mình nhé. Vâng, hiện tại trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu có 4 cơ sở, đó chính là Trương Công Định, Trương Văn Bang, Bình Giả và 3 tháng 2. Bổ sung chút xíu là anh Đức được biết là cơ sở 3 tháng 2 sắp tới sẽ
rộng khoảng 9 hecta là một trường đại học của Bà Rịa Vũng Tàu rất là lớn. Và Kiều Tiên sắp tới sẽ được tham quan cũng như là được học tại một nơi rất là tiện nghi ha. Xin được chúc mừng Kiều Tiên. Và chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Quý vị thân mến, sau đây sẽ là câu hỏi của trường Đại học Gia Định. Trường Đại học Gia Định gia nhập Nguyễn Hoàng Rúc từ năm nào? Quý vị thân mến hãy cùng lưu ý, trường Đại học Gia Định gia nhập Nguyễn Hoàng Rúc từ năm nào? Chúng ta hãy cùng chờ đón đáp án nha. Quý vị sẽ có khoảng 5 giây để trả lời và đây là đáp án. Trường Đại học Gia Định gia nhập Nguyễn Hoàng Rúc từ năm 2018. Xin chúc mừng. Vâng, câu hỏi tiếp theo, hệ thống trường SNA được thành lập từ năm nào? Hệ thống trường quốc tế Bắc Mỹ SNA cũng là một thành viên của tập đoàn Nguyễn Hoàng. Được thành lập từ năm nào, kính thưa quý vị? Vâng, đáp án chính là năm 2005. Năm 2005, xin được chúc mừng quý khán giả nào đã gửi đáp án chính xác. Quý vị ơi, một lần nữa xin được nhắc lại, chúng ta hãy cùng tập trung cao độ nào. Chúng ta chỉ có khoảng 5 giây để bình luận ngay tại live stream trên fanpage Human mà thôi. Quý vị hãy lắng nghe câu hỏi tiếp theo. Hệ thống trường UKA thành lập vào năm nào? Kính thưa quý vị, hệ thống trường song ngữ quốc tế Học viện Anh Quốc UK Academy được thành lập vào năm nào? Ta-da! 5 giây đã hết rồi. Hệ thống trường UKA được thành lập vào năm 2016. Xin chúc mừng! Vậy thì quý vị ơi, hệ thống trường iSchool được thành lập từ năm nào? Hệ thống trường iSchool? Khi này chúng ta đã biết là hệ thống iSchool có 14 cơ sở rồi. Vậy thì iSchool được thành lập vào năm nào? Đó chính là năm 2008. Năm 2008, xin chúc mừng. Quý vị thân mến, chúng ta còn rất là nhiều câu hỏi, cho nên quý vị chúng ta hãy cùng nhanh tay nào, hãy gửi bình luận ngay tại live stream trên fanpage Human để giành những phần quà hấp dẫn từ ban tổ chức. Và anh Đức, Kiều Tiên cũng như tất cả quý vị chúng ta cùng đang rất là nôn nóng để chờ đón xem câu hỏi tiếp theo là gì. Xin bật mí là phần quà rất rất là hấp dẫn Kiều Tiên ơi. Và anh Đức nhìn phần quà ấy, anh Đức rất là muốn được lấy, nhưng mà mình đang đảm nhiệm trọng trách là MC, cho nên mình không được tham gia. Tiếc quá, tiếc quá. Và chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Hệ thống trường SNA là trường quốc tế Bắc Mỹ đã chính thức giảng dạy chương trình nào? Kính thưa quý vị, thời gian bắt đầu nha. Xin được nhắc lại một lần nữa quý vị thân mến, hệ thống trường quốc tế Bắc Mỹ SNA đã chính thức giảng dạy chương trình nào? Và đây là một chương trình rất là nổi tiếng trên toàn thế giới. Đáp án quý vị chúng ta chỉ cần gõ hai chữ thôi, IB là chính xác. Anh Đức xin được bổ sung, trường quốc tế Bắc Mỹ SNA đã chính thức giảng dạy chương trình tú tài quốc tế IB. Xin được chúc mừng. Quý vị ơi, nếu ai mà có theo dõi từ đầu chương trình buổi live stream đến bây giờ thì câu hỏi này chắc chắn quý vị sẽ có đáp án chính xác thôi ạ. Quý vị thân mến, và chúng ta trước khi đến với câu hỏi của Kiều Tiên thì không biết là nãy giờ có bao nhiêu bạn đã ngồi ngay trước cái màn hình của mình, đã hô to, đã cổ vũ cho bạn bè, cho bản thân mình là đã trúng giải rồi, mừng quá. Và tiếp tục nha quý vị ơi, chúng ta hãy gửi những bình luận nhanh tay nhất đến ngay tại live stream này trên fanpage Human. Xin cảm ơn. Dạ vâng, và câu hỏi của Tiều Kiên chính là cơ sở giáo dục của Nguyễn Hoàng Rúc đã có mặt tại bao nhiêu tỉnh thành? Quý vị xin lưu ý, nếu như chúng ta theo dõi chương trình từ đầu đến ngay tại thời điểm này thì sẽ biết đáp án chính xác. Và đáp án chính là 24 tỉnh thành. Xin chúc mừng cơ sở 24 tỉnh thành. Kính thưa quý vị, triết lý giáo dục nhân bản của tập đoàn Nguyễn Hoàng gồm 5 chữ H nào? Anh Đức sẽ dành thời gian dài chút xíu để quý vị chúng ta hãy gửi bình luận này nhé. Xin nhắc lại, triết lý giáo dục nhân bản của tập đoàn Nguyễn Hoàng gồm 5 chữ H nào? Quý vị ơi, hãy nhanh tay bình luận để có được những phần quà từ ban tổ chức. Và anh Đức vẫn còn chờ quý vị đó. Hãy cùng nhanh tay gửi bình luận ngay tại live stream này quý vị nhé. Xin nhắc lại lần nữa, chỉ trên fanpage Human mới là được công nhận chính thức quý vị nha. Và đáp án câu này đó chính là Head, Heart, Hand, Health, Human. Xin chúc mừng. Vâng, quý vị ơi, nếu là triết lý giáo dục nhân bản với 5H thì chủ đề năm nay của tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng là gì? Chủ đề năm nay, có một câu nói trong dân gian là xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Quý vị chúng ta hãy cùng nhanh tay trả lời câu hỏi này nhé. Chủ đề năm nay tập đoàn Nguyễn Hoàng là gì? Xin mời Kiều Tiên.
chính là Year Part 5 của yêu thương. Xin chúc mừng. Đó là chủ đề và câu hỏi cuối cùng của mini game. Thông điệp của tập đoàn Nguyễn Hoàng là gì? Kính thưa quý vị, từ đầu chương trình đến giờ thì anh Đức Cửu Tiên cũng như là tiến sĩ Đỗ Mạnh Cường, phó tổng giám đốc đã nhắc rất nhiều về thông điệp của tập đoàn Nguyễn Hoàng. Hãy cùng nhanh tay bình luận trả lời nào. Xin được cảm ơn. Và anh Đức xin được phép đọc đáp án. Thông điệp của tập đoàn Nguyễn Hoàng đó chính là Serving in Love, phục vụ trong yêu thương. Xin chúc mừng. Cửu Tiên thân mến, chúng ta đã vừa trải qua 21 câu hỏi của mini game Armed and Edgier. Và không biết là 21 vị khán giả may mắn nào mà không những may mắn mà còn thông minh nè, nhanh trí nè, nhanh tay nè, đã gửi bình luận ngay tại livestream trên fanpage Human, đã giành giải phần quà hấp dẫn từ ban tổ chức. Chúng ta hãy cùng hồi hộp chờ đợi xem danh sách 21 vị khán giả là ai. Và anh Đức lưu ý, trước khi đọc danh sách thì quý vị chúng ta nếu đoạt giải thì hãy vui lòng liên hệ với ban tổ chức bằng cách là inbox vào fanpage Human để nhận giải quý vị nhé. Một lần nữa xin được nhắc lại, một lát nữa anh Đức, Kiều Tiên sẽ công bố danh sách 21 vị khán giả may mắn giành giải thưởng trong mini game Armed Edgier. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhanh chóng lắng nghe, và nếu trúng giải hãy cùng inbox vào fanpage Human quý vị nhé để lãnh giải. Xin được cảm ơn. Và chúng ta cùng chờ đợi trong giây lát để bộ phận thư ký cũng như ban tổ chức chuẩn bị danh sách 21 khán giả đã trúng giải của ban tổ chức. Quý vị thân mến, hiện tại Kiều Tiên đang rất nóng lòng để chờ đợi kết quả. Ngày hôm nay chúng ta trải qua nhiều niềm vui đúng không? Được trải nghiệm những cảm xúc đầy yêu thương, được thưởng thức văn nghệ mà còn giành những giải thưởng động viên nè, khích lệ tinh thần trong ngày hội vui mừng của tập đoàn Nguyễn Hoàng. Và quý vị thân mến, anh Đức đã thấy được tín hiệu có danh sách của 21 khán giả đã may mắn giành giải thưởng của mini game này. Xin được cảm ơn. Kính thưa quý vị, và sau đây thì anh Đức, Kiều Tiên sẽ nhanh chóng, không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, danh sách của 21 khán giả đã giành giải thưởng trong mini game Armed Edgier. Đầu tiên xin được chúc mừng bạn có nickname Phạm Thái Hoàng Phúc. Xin chúc mừng bạn Võ Hoàng Khanh. Xin được chúc mừng Facebook mang tên Tuyền Thiên Tài. Tiếp theo, Kiều Tiên xin chúc mừng bạn Phan Thị Tuyết Hạnh. Xin được chúc mừng bạn Nguyễn Bảo Ngọc. Xin chúc mừng bạn có nick Facebook là Phi Du. Xin được chúc mừng bạn Lê Thị Bích Trâm. Xin chúc mừng bạn Phan Thị Tuyết Hạnh. Xin được chúc mừng bạn Sung Thanh Trừng. Xin chúc mừng bạn Trần Tính. Xin được chúc mừng bạn Nguyễn Thị Kim Anh. Kiều Tiên xin chúc mừng bạn Nga Lương. Xin được chúc mừng bạn Thảo Nguyễn. Chúc mừng bạn Bảo Ân Kiều. Xin được chúc mừng bạn Dương Thu Trang. Xin chúc mừng bạn Hoàng My. Và xin được chúc mừng bạn Ánh Nguyệt HK. Quý vị thân mến, vừa rồi danh sách 21 bạn đã thông minh nè, nhanh trí đã giành giải thưởng hấp dẫn của ban tổ chức về mini game Armed Edgier. Và quý vị ơi, 21 bạn ơi, chúng ta nhanh tay inbox vào fanpage Human liên lạc với ban tổ chức để nhận giải nhé. Một lần nữa xin được cảm ơn sự tham gia rất nhiệt tình của tất cả quý vị trong game show này. Và bây giờ Kiều Tiên và anh Đức xin các bạn đến phần công bố giải thưởng của hai cuộc thi mà các bạn đang nóng lòng chờ đợi. Đó chính là cuộc thi NSGR Story và Let's Celebrate. Quý vị thân mến, hai cuộc thi NSGR Story và Let's Celebrate đã trải qua gần một tháng phát động. Ban tổ chức đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ tham gia của quý thầy cô, quý anh chị, quý phụ huynh và các đơn vị thành viên trong hệ thống tập đoàn Nguyễn Hoàng. Và điều làm ban tổ chức ấn tượng chính là tình cảm trân quý gắn bó, những khoảnh khắc đẹp của con người Nguyễn Hoàng dành cho nhà trường và tập đoàn. Dựa theo tiêu chí của cuộc thi, ban giám khảo đã tìm ra các bài thi ấn tượng và xuất sắc nhất. Quý vị thân mến, đầu tiên anh Đức Kiều Tiên sẽ công bố giải thưởng của cuộc thi NSGR Story. Chúng ta sẽ có các giải như sau: giải câu chuyện hay, giải uy tín lãng mạn, giải One Team One Dream và giải đặc biệt nhất. Không để quý vị chúng ta chờ đợi lâu hơn nữa, anh Đức Kiều Tiên sẽ công bố giải thưởng đầu tiên, giải câu chuyện hay của cuộc thi NSGR Story đã thuộc về các thí sinh sau đây. Thí sinh may mắn đầu tiên đó chính là thí sinh Phạm Thị Lệ Quyên đến từ trường iSchool Quảng Trị. Xin được chúc mừng thí sinh Lê Thanh Duy đến từ trường SNA. Chúc mừng thí sinh Nguyễn Hoàng Anh đến từ trường UKA IEC Quảng Ngãi. Xin được chúc mừng thí sinh Trần Xuân An Nhiên đến từ trường SGA IEC Quảng Ngãi.
Kiều Tiên xin chúc mừng thí sinh Dương Hà Trang đến từ iSchool Hà Tĩnh. Xin được chúc mừng thí sinh Đinh Văn Hủy đến từ iSchool IEC Quảng Ngãi. Xin chúc mừng thí sinh Phạm Thị Mộng Linh đến từ iSchool Nha Trang. Xin được chúc mừng thí sinh Lê Đức Tịnh đến từ trường iSchool Nha Trang. Xin chúc mừng thí sinh Nguyễn Mạnh Cường đến từ UKA IEC Quảng Ngãi. Và xin được chúc mừng thí sinh Võ Thị Ngọc Nhung đến từ trường UKA IEC Quảng Ngãi. Quý vị thân mến, vừa rồi là danh sách những câu chuyện hay nhất thuộc về các bài dự thi đã được anh Đức Kiều Tiên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với giải uy tín lãng mạn. Kính thưa quý vị, giải uy tín lãng mạn đã thuộc về phụ huynh của Phương Nguyễn, học tại IEC Quảng Ngãi. Xin được bổ sung tí xíu thôi, phụ huynh Phương Nguyễn có bé học tại IEC Quảng Ngãi lớp UKA 1.1 và iSchool 5.1. Xin được chúc mừng. Kính thưa quý vị, chúng ta cùng đến với giải thưởng tiếp theo của cuộc thi NSCR Story, giải One Team One Dream. Quý vị thân mến, giải One Team One Dream đã thuộc về một đơn vị. Xin được chúc mừng. Đó chính là UKA IEC Quảng Ngãi. Xin được chúc mừng. Quý vị thân mến, chúng ta còn một giải đặc biệt, giải thưởng lớn nhất của cuộc thi NSCR Story. Và xin được công bố giải thưởng lớn nhất này, đặc biệt này đã thuộc về thí sinh sẽ được bật mí ngay sau đây. Cũng đã hơn nửa năm trôi qua khi tôi có dịp đi cùng tập đoàn Nguyễn Hoàng và các bạn học sinh SNA cũng như các bạn sinh viên Đại học Quốc tế Hồng Bàng qua chương trình thiện nguyện Quà tặng yêu thương 2019 do tập đoàn Nguyễn Hoàng tổ chức tại Viện Dưỡng Lão Tình Thương Xuân Lộc, Trảng Bom, Đồng Nai. Khoảng 6 giờ sáng, mọi người đã có mặt đầy đủ để chuyển những phần quà lên xe, và từng phần quà đó được đóng gói rất cẩn thận, tỉ mỉ. Trong lúc chờ khởi hành, tôi thấy những bạn sinh viên trong câu lạc bộ thiện nguyện Đại học Quốc tế Hồng Bàng cứ đứng hát với nhau mãi một bài Tết đến rồi, rất xôn tụ mà không cần đàn. Hỏi ra mới biết là các bạn đang tranh thủ ôn lại tiết mục của mình để xuống đó hát tặng cho mọi người nghe. Các bạn ôn đi, ôn lại, ôn không ngừng nghỉ. Trước lúc đi, chúng tôi được thầy Cường, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Hoàng dặn dò với những lời đầy yêu thương, trìu mến. Thầy nhắn nhủ mọi người hãy lan tỏa sự yêu thương đến với những cụ già neo đơn qua việc chào hỏi, bắt tay, hay gửi những cái ôm tình thân đến với các cụ. Trên chuyến xe hành trình đó, mọi người sinh hoạt rất vui với nhau. Nhưng 30 phút sau thì 1001 kiểu ngủ đã được ghi lại. Chắc do lúc đầu giờ tập ôn bài diễn nên các bạn ngủ rất ngon qua những bài nhạc bolero từ bác tài xế. Sau gần 2 giờ đồng hồ, đoàn chúng tôi cũng đến nơi. Đón chúng tôi trước cổng là những nụ cười rạng ngời của các sơ và những cụ bà còn khỏe mạnh. Những lời hỏi han sức khỏe, những cái nắm tay thật chặt khiến chúng tôi bồi hồi và dường như quên đi những mệt mỏi của chuyến đi. Đoàn chúng tôi bắt đầu chuẩn bị các khâu cho phần sân khấu trong hội trường nhỏ. Sau phần chuẩn bị, mọi người cùng nhau vào thăm các khu nhà, kể chuyện vui cho các cụ nghe và cũng lắng nghe được những câu chuyện cảm động từ các cụ. Mỗi câu chuyện là một mảnh đời, một số phận của kiếp người mà khi kể lại, các cụ ai nấy đều rưng rưng. Nhưng kết thúc câu chuyện, các cụ nở một nụ cười mãn nguyện khi đến nay được ở trong viện cùng với những người cùng cảnh ngộ. Có lẽ trải qua ngần ấy thời gian lăn lộn với cuộc đời, niềm mong mỏi duy nhất của các cụ là được gần gũi con cháu, nghe tiếng tập nói bi bô của trẻ con. Nhưng rồi hoàn cảnh đưa đẩy, họ lại gặp gỡ nhau ở đây. Sau phần trò chuyện đó, các bạn học sinh trường SNA và sinh viên Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã hỗ trợ các cụ không đi được lên xe lăn và đẩy ra phía hội trường để cùng nhau giao lưu những tiết mục đầy hấp dẫn từ các bạn học sinh và sinh viên.
Ngay lúc này, sau phần giới thiệu từ hai MC là tiết mục hát đến từ các bạn sinh viên trong câu lạc bộ thiện nguyện. Và bài hát Tết 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 đến rồi hòa theo nhịp điệu vỗ tay từ các cụ làm cho không khí tại căn phòng nhỏ thêm rộn ràng, ấm cúng. Những lời chia sẻ chúc Tết sau đó đến từ chị Trâm Quyên, giám đốc ban truyền thông thương hiệu tập đoàn Nguyễn Hoàng, đã không kìm nổi những xúc động trước những hoàn cảnh của các cụ. Mà một cái tâm tình yêu thương như về thân bà mình, mẹ mình, con chị của mình. Chắc chắn là các bạn học sinh đi đây và một bài học rất là lớn về tình yêu thương, yêu mẹ mình, bà mình, cô mình, dì mình. Tất cả các cô, xin hôm nay có mặt ở đây một hồi xuân vui, an bình, năm mới dồi dào sức khỏe. Trước lúc ra về, đoàn chúng tôi được sơ hường cho hái lộc xuân đầu năm. Ai cũng vui tươi, cảm thấy an bình vì câu lời Chúa mà mình đã nhận được. Thời gian ngắn ngủi dần trôi qua, cũng đến lúc đoàn chúng tôi phải tạm biệt các cụ để về. Những cái nắm tay, ôm hôn kèm những lời chúc học giỏi đến từ các bạn học sinh sinh viên mà các cụ gửi gắm, như in sâu thêm kỷ niệm khó quên với từng người chúng tôi trong chuyến đi lần này tại cơ sở vì dưỡng lão tình thương Xuân Lộc, Trảng Bom, Đồng Nai. Tôi xin được kết thúc chuyến đi bằng một câu nói mà tôi rất thích từ mẹ Teresa Calcutta: không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm được những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại. Xin được chúc mừng thí sinh Nguyễn Văn Phái đến từ trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Xin chúc mừng. Một lần nữa xin được chúc mừng các thí sinh đạt giải cuộc thi NSG Earth Story. Và các bạn chúng ta vui lòng inbox fanpage Human để nhận giải nhé. Và sau đây chúng ta cùng đến với phần trao giải cuộc thi Let's Celebrate. Và cuộc thi Let's Celebrate gồm có 4 giải. Đó chính là giải khuyến khích, giải 3, giải 2 và giải nhất. Kính thưa quý vị, chúng ta cùng đến với giải khuyến khích đã thuộc về các đơn vị sau đây. Xin được chúc mừng đơn vị IEC Quảng Ngãi. Xin được chúc mừng đơn vị UKA Bà Rịa. Xin được chúc mừng giải khuyến khích tiếp theo thuộc về iSchool Long Xuyên. Xin chúc mừng đơn vị trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu. Giải khuyến khích cuối cùng của cuộc thi Let's Celebrate đã thuộc về trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Xin chúc mừng. Và giải 3 sẽ thuộc về các đơn vị sau đây. Xin được chúc mừng cho giải 3 đầu tiên đã thuộc về đơn vị Sài Gòn Academy. Xin chúc mừng. Kiều Tiên xin chúc mừng đơn vị Đại học Gia Định. Xin được chúc mừng giải 3 tiếp theo đã thuộc về trường Đại học Hoa Sen. Một lần nữa xin được chúc mừng các giải 3 đã thuộc về Sài Gòn Academy, Đại học Gia Định và Đại học Hoa Sen. Chúng ta cùng đến với giải nhì của cuộc thi Let's Celebrate. Kiều Tiên xin chúc mừng đơn vị iSchool Sóc Trăng. Xin được chúc mừng iSchool Sóc Trăng. Kính thưa quý vị, chúng ta cùng một giải nhì nữa. Xin được chúc mừng và xin phép gọi tên. Đó chính là trường iSchool Cẩm Phả. Xin chúc mừng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với giải thưởng cao nhất của cuộc thi Let's Celebrate. Họ là ai? Quý vị ơi, hãy cùng theo dõi thước phim ngắn ngay sau đây. Hey, wake up, it's your birthday. Quiero bailar esta noche sensual. That's right. Andrea T. Quiero bailar esta noche sensual. Mi dulce vida es un carnaval. Come close to me, put your body next to mine. I know you like to see me. Come close to me, this boy you look so fine. And this is our night.
Và kính thưa quý vị, xin được chúc mừng giải nhất của cuộc thi Let's Celebrate đã thuộc về trường UK Academy cơ sở Hạ Long. Xin chúc mừng! Và xin được kính mời quý vị, các cá nhân, đơn vị chúng ta đặt giải cuộc thi NSC A Story và Let's Celebrate. Hãy cùng vui lòng liên hệ với ban tổ chức bằng cách là inbox vào fanpage Human để nhận giải. Xin được cảm ơn. Một lần nữa, Kiều Tiên xin chúc mừng các bài dự thi đã đoạt giải. Kính thưa quý vị, không gì có thể ngăn cách chúng ta gần gũi nhau trong yêu thương. Sau đây xin mời những thành viên trong ngôi nhà Nguyễn Hoàng hãy cùng nhau lắng nghe những giai điệu yêu thương trong ca khúc Heal the World qua phòng biểu diễn của Hoàng Anh, Doraemon, Tấn Bảo và các bạn học sinh khối K-12 Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng. Your heart, and I know that is love, and this place could be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you. We want to know why there's a love that cannot lie. Love is strong, is only care for joy, forgiving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. Feel our dreams, we stop existing and start living. Then it feels that our way, love's enough for us growing. Make a better world, make a better world. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. We live in will shine again in grace. Then why do we keep shining light on this earth, crucify your soul? God is plain to see this world is heavenly. Because glow, we could fly so high. Let our spirits never die. In my heart I feel you are my brother. With no fear, together we'll cry happy tears. See the nation turn this world into plowshares. We could really get there if you care enough for the living. Make a little space to make a better place. Heal the world.
Một lần nữa xin được cảm ơn ca khúc Heal the World được biểu diễn bởi Hoàng Anh, Doraemon, Tấn Bảo và học sinh của khối K-12 tập đoàn Nguyễn Hoàng. Kính thưa quý vị, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có một ca khúc mà những ca từ rất bình dị nhưng đi sâu vào lòng người, mà khi anh Đức đọc ra thì quý vị chúng ta sẽ cùng đoán được đó là ca khúc gì mà thôi. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Quý vị thương mến, với tinh thần phục vụ trong yêu thương, những con người tại Nguyễn Hoàng đi vào đời sống với tâm hồn, sống với, sống vì, sống cho người khác, cho con người, cho thế giới. Và sau đây xin được kính mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một liên khúc mang tên Để Gió Cuốn Đi Niềm Tin Chiến Thắng qua phần biểu diễn của cán bộ nhân viên văn phòng tập đoàn. Xin kính mời. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho mây qua dòng sông, ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông, ôi trái tim đang bay theo thời gian, làm chiếc bóng đi giao lời dối gian. Nhưng khi chiều tới cần có một tiếng cười để ngậm ngùi theo lá bay, rồi nhớ cuốn trôi, rồi nhớ mỗi tình chỉ lặng nhìn không nói năng, để buốt trái tim, để buốt trái tim, trong trái tim con chim đau nằm yên, ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu. Mùa đâu mãi chỉ có niềm vui.
ngày mai tươi sáng rạng ngời. Đâu có khó khăn thì bạn ơi vẫn luôn tin rằng. Dẫu có đơn đau thì bạn ơi hãy giữ một niềm tin. Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bên bờ. Niềm tin chiến thắng lối có mình yêu thương mọi người. Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến giữa cuộc đời. Niềm tin chiến thắng luôn mãi trong tim mỗi chúng ta. Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bên bờ vui. Niềm tin chiến thắng lối có mình. Một lần nữa xin được cảm ơn tiết mục Để Gió Cuốn Đi và Niềm Tin Chiến Thắng của cán bộ nhân viên văn phòng tập đoàn. Kính thưa quý vị, chúng ta có một trái tim yêu thương rộng mở, hai bàn tay cùng xây dựng một thế giới đẹp tươi, ấm áp. Quý vị thân mến, ca khúc Mỗi Ngày Học Là Một Ngày Vui, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, phụ huynh hệ thống giáo dục Nguyễn Hoàng, với phần biểu diễn của các bạn sinh viên khối đại học tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng sẽ biểu diễn ngay sau đây. Cây xanh tươi cao vời nhớ quá công ơn bao cô thầy nâng niu từ ngày bé thơ. Háo hức phiêu lưu trên con thuyền kiến thức như bao là vô tận, cho tâm hồn mình bay cao tinh khôi và hồn nhiên bao mơ ước. Chúng ta có trái tim luôn yêu thương rộng mở, hai bàn tay khỏe mạnh sẽ cùng xây dựng một thế giới. Mỉm cười cùng nhau vươn lên bằng niềm tin chính mình và bằng khát vọng cùng sánh vai bạn bè bốn nhau vươn lên
bằng niềm tin chính mình và bằng khát vọng cùng sánh vai bạn bè bốn phương. Luôn yêu thương rộng lớn, hai bàn tay khỏe mạnh sẽ cùng xây dựng một thế giới đẹp tươi ấm áp. Mỉm cười cùng nhau vươn lên bằng niềm tin chính mình và bằng khát vọng cùng sánh vai bạn bè bốn phương. Chương trình livestream mừng kỷ niệm sinh nhật 21 năm Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng xin được khép lại tại đây. Xin được cảm ơn sự có mặt của ban lãnh đạo tập đoàn, quý thầy cô, các anh chị em, chúng ta đã ngồi lại bên nhau để chia sẻ, lan tỏa tình yêu thương. Và chúng ta hãy cùng chúc cho Tập đoàn Nguyễn Hoàng mãi phát triển vững mạnh. Anh Đức Kiều Tiên và những người thực hiện xin được chào và hẹn gặp lại.